Chúa Thượng đã sáng mắt ra chưa? Vắng mặt trung thần, sự an nguy của nước nhà như ngàn cân treo sợi tóc. Còn nói chi đến sự tồn tại của chiếc ngai vàng hay mạng sống của một vị vua? Ông trung thần ơi, vua đã thức tình, vậy xin ông vì nước vì dân mà hãy quay về để nước muôn dân chung một lời thề, hãy tha thứ cho đức vua, bởi không ai ở trong đời chưa từng lầm lỗi, không có trung thần tất cả điên đảo. Nhân loại đắm chìm trong biển máu, lửa máu tàn thương, không có nhân vật trung thần, nghệ thuật sẽ vỡ nhơ, đầu hồn tiên núi sông cùng ngàn điệu tâm lòng là tâm cương sang trong soi cùng khắp là niềm hạnh diện tự ảo cùng vũ phụ nhân sinh. Phải sân khấu cho dẫu có hàng ngàn nhân vật, nhưng sân khấu sẽ tan tành sụp đổ, nghệ thuật sẽ trở thành vô nghĩa khi không còn những nhân vật trung thần diễn trò cười không đứng ngồi, kịch đời trăm nhớ vàng hồi khổ vui. Một khoảng trời nước ngược xuôi, mình ta tàu khúc ngõ cùi nhân gian.